Với hơn 100 năm lịch sử của mình, thương hiệu xe Volvo luôn mang đến những xe chất lượng cao, mạnh mẽ nhưng không kém phần an toàn. Và trong đó, chiếc Volvo XC90 X chính là đỉnh cao trong thiết kế của Volvo. Đó là sự độc nhất với từng chi tiết sang trọng, tinh tế trong nội thất của chiếc xe, một trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Một chiếc xe mạnh mẽ, hiệu suất cao với tổng công suất lên tới hơn 400 mã lực để bạn có thể cảm nhận được sức mạnh từ khối động cơ kép. T8 Hybrid, một chiếc xe thật sự đặc biệt để mang lại hứng khởi cho bạn trên mỗi chuyến hành trình. Chúng tôi luôn mong muốn chế tạo ra một chiếc xe thật sự đặc biệt, một chiếc xe thật sự design around you, độc đáo, khác biệt, mang đến sự an toàn và thoải mái ở hàng ghế ông chủ phía sau. Kết hợp với thương hiệu pha lê cao cấp Orefor, với lịch sử hơn 200 năm đến từ Thụy Điển trong việc chế tác cần số, ly thủy tinh và các chi tiết đặc biệt khác trên xe. Đó là sự khác biệt và độc đáo trong từng chi tiết mà Volvo XC90 Excellent mang lại. Một chiếc xe thật sự nổi bật so với các sản phẩm khác trong cùng phân khúc trên thị trường. Nhắc đến nội thất của chiếc Volvo XC90 Excellent, đó là sự thanh lịch, đơn giản, tinh tế trong từng chi tiết, không chỉ ở nội thất mà còn cả ngoại thất để mang đến sự độc đáo và riêng biệt cho chiếc xe. Từ những chi tiết mạ chrome sáng bóng như ốp viền xe, Ốp bậc cửa, những chiếc ghế được bọc da Nappa cao cấp với các họa tiết trang trí riêng biệt, những miếng ốp gỗ walnut tự nhiên cho đến những chi tiết được làm bằng pha lê cao cấp Orefor như cần số, ly thủy tinh, khay đựng cốc. Tất cả đều nhằm tạo nên sự sang trọng, độc đáo và riêng biệt cho chiếc Volvo XC90 Xcelin và cho cả những chủ nhân của nó. Nghĩ đến những nhu cầu và mong muốn của khách hàng, Volvo nói chung và chiếc Volvo XC90 Xcelin nói riêng luôn được sở hữu những khoang nội thất hàng đầu thế giới không xa hoa và cầu kỳ, nhưng chúng tôi chỉ sử dụng vật liệu cao cấp để nhấn vào những chi tiết thật sự đặc biệt. Không chỉ thế, để những vật liệu cao cấp được tỏa sáng theo đúng như chất lượng của nó, những nghệ nhân tay nghề cao của Volvo đã thực hiện và chế tác chúng hoàn toàn thủ công. Chúng tôi tạo ra chiếc Volvo XC90X Silent với động cơ Hybrid, cho phép những chiếc xe có thể sử dụng nhiên liệu xăng lẫn điện để hoạt động. Mục tiêu của chúng tôi là an toàn, chất lượng và môi trường. Vì thế, không có gì bất ngờ khi những chiếc Volvo XC90 XCelen sở hữu cả động cơ điện. Đó không chỉ là động cơ chất lượng và an toàn đã được kiểm chứng bởi Volvo, mà còn là những động cơ thật sự thân thiện để có thể bảo vệ môi trường và bảo vệ trái đất. Định hướng của Volvo đến năm 2020 là sẽ không còn ai bị thương nặng hay tử vong khi ngồi trên những chiếc Volvo thế hệ mới. Vì thế, ưu tiên và định hướng của chúng tôi là làm những chiếc xe an toàn, sở hữu những công nghệ an toàn hàng đầu thế giới. Thương hiệu Volvo được nhận diện bởi sự an toàn bậc nhất, với các công nghệ an toàn đã định hình được danh tiếng như CitySafe, hệ thống Intercept hay dây an toàn 3 điểm. Đó là những tính năng mà khách hàng sẽ rất ít khi được thấy trong quá trình lái xe của mình tuy nhiên đó là cách mà chúng tôi bắt đầu là điểm khởi nguồn để chúng tôi chế tạo những chiếc xe vồn vồ vì chúng tôi quan tâm đến bạn và những người xung quanh bạn